Chương 11 nhị cấp văn minh, trợ thủ tiểu hy. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Hiện tại phải làm gì? Giang Phong đứng ở thông thiên tháp dưới đất tầng 3 phòng khách quý trung, rơi vào trầm tư. Lần này hồi lâm tinh mua sắm, chủ yếu có hai cái mục đích. Một là cải thiện hoàn cảnh sống. Ít nhất phải giải quyết chiếu sáng cùng dùng thủy vấn đề, cũng đối với phòng ở tiến hành đơn giản lắp đặt thiết bị. Ở thoải mái rất trọng yếu, đây là đang phù đảo thời gian dài sinh hoạt cơ sở. Thứ nhì là mua sắm hạt giống cùng nông dụng cơ giới, vì khai hoang làm ruộng làm chuẩn bị. Hai cái mục tiêu đều rất rõ ràng. Nhưng là thao tác lại phi thường phức tạp. Tỷ như phải giải quyết chiếu sáng vấn đề, phải có phát điện thiết bị. Là dùng dầu ma giúp phát điện. Sức gió phát điện. Vẫn là năng lượng mặt trời phát điện. Loại nào thích hợp hơn phù đảo? cái nào xưởng thiết bị tỷ lệ hiệu suất giá càng cao, càng thêm dùng bền. Lại tỷ như lắp đặt thiết bị phòng ở. Hắn ở sơn động là tùy tiện đào, liền tờ bản vẽ đều không có. Chung quanh địa chất hoàn cảnh như thế nào? Biết sẽ không phát sinh đất lở đất đá trôi. Làm như thế nào xây dựng thêm? Dùng kiến trúc gì tài liệu tương đối khá? Quả thực thiên đầu vạn tự. Không có tương ứng kiến thức chuyên nghiệp, căn bản không biện pháp giải quyết. Dĩ nhiên. Nếu muốn tỉnh thì tỉnh lực, biện pháp tốt nhất là thuê mướn một cái nghề nghiệp đoàn đội. Để cho bọn họ leo lên phù đảo, tiến hành khoa học khảo sát, cuối cùng cho ra một cái thích hợp nhất phương án. Đây cũng là rất nhiều đảo chủ đều sẽ lựa chọn phương pháp làm. Bất quá gian phong cũng không chuẩn bị làm như vậy. Hắn phù đảo có nhiều lắm bí mật, sẽ không để cho không biết nguồn gốc người đi lên. Đáng tiếc đại hắc cùng đại hoa đô là khờ khờ, giúp không được gì nếu như ta cũng có cái gia viết như vậy trí năng quản gia thì tốt rồi. Giang Phong cảm thán, chợt nhớ tới trong phim ảnh tình tiết. Lập tức nhãn tình sáng lên. Đúng vậy, ta có thể hợp thành một cái trí năng quản gia. Có chuyện gì, phân phó hắn một tiếng là được, lập tức có thể đưa ra phương án giải quyết. So với chân nhân càng thêm nghề nghiệp, cũng càng thêm đáng tin. Cứ làm như vậy. Giang Phong lập tức bắt đầu hành động. Hắn trước tiên ở Thông Thiên Tháp phụ cận thuê xuống một cái thương khố. Về sau mua đồ có thể lưu giữ ở đây, hợp thành sau đó mới vận chuyển về phù đảo. Cái này dạng có thể tiết kiệm rất nhiều truyền tống phí. Sau đó, hắn tìm được một nhà siêu thị máy tính điện thoại, mua 100 đài cao tính năng máy tính. Đối phương nghe nói những thứ này máy tính là một vị phù đảo chi chủ đặt mua, lập tức cho ra khỏi lớn nhất ưu đãi. Mỗi đài chỉ cần 3 vạn nguyên. Giang Phong đem tiền chuyển đi qua, để cho bọn họ hãy mau đem máy tính đưa đến thương khố. Thư dịp này, rốt cuộc ăn xong bữa điểm tâm. Đợi đến máy tính đưa đến. Giang Phong đóng cửa thương khố đại môn, bắt đầu hợp thành. Theo một đạo bạch quan hiện lên. Ba máy phổ thông máy tính, hợp thành một máy đỉnh cấp phối trí phổ thông máy tính. Giang Phong tiếp tục hợp thành. Máy vi tính từng cái lắp ráp không ngừng ưu hóa. CPU, chủ bản mô thơ bô bát nội tồn phần cứng hiển tạp các đồng hồ đo tất cả đều đạt tới hiện nay làm tinh khoa học kỹ thuật đỉnh phong Giang phong lại không có chút nào dừng lại điều khiển hợp thành khuôn không ngừng nhốt chặt từng đài máy tính rốt cuộc lại một lần hợp thành sau đó máy tính xảy ra cực đại biến hóa thể tích rút nhỏ gấp mấy chục lần biến thành điện thoại di động phổ thông cao thấp Tên gọi cũng thay đổi. Từ phổ thông máy tính, biến thành nhất cấp văn minh quan não. Giang phong mặt lộ vẻ vui mừng. Vội vàng kiểm tra bắt đầu cái này đại máy vi tính giới thiệu. Nguyên lai, trong vũ trụ văn minh cũng là có đẳng cấp. Nhất cấp văn minh, có thể hoàn toàn chưởng khống bọn họ trên tinh cầu toàn bộ tài nguyên. Có thể tùy tâm sở dục khống chế khí trời, sông, thổ địa, hải dương, thậm chí sát bên trong vật biến hóa về chất, hương suy là một cái tinh cầu tuyệt đối chúa tể giả dựa theo tiêu chuẩn này bất kể là lam tinh vẫn là lam tinh đều không thể nhảy vào nhất cấp văn minh cánh cửa khoa học kỹ thuật phương diện kém đến rất xa lam tinh chế tạo cao cấp nhất máy tính cũng chỉ là phổ thông máy tính tương đương với phổ thông con kiến mà hợp thành sau quan não lại là nhất cấp văn minh sản vật tương đương với hát thiết cấp con kiến khắp mọi mặt tính năng cũng cao hơn ra mấy cái lượng cấp. Hơn nữa, quan não sở hữu trung đẳng trí tuệ. Không muốn nói ban gian phong xử lý công việc hàng ngày. Chính là quản lý một quốc gia, đều dư giả. Giang phong trong lòng thập phần vui mừng. Bất quá hắn cũng không có lúc đó thỏa mãn. Hợp thành cái này đài quan não, chỉ dùng 27 đài phổ thông máy tính. Dựa theo hợp thành công thức tính toán, chỉ cần 729 đài phổ thông máy tính là có thể lần nữa thăng cấp, phát sinh chất cải biến. Giang Phong dĩ nhiên muốn khiến nó thăng cấp. Bất quá, tiền trong tay dường như không đủ dùng. Ngày hôm qua bán hung thú thi thể, tổng cộng đạt được 810 vạn. Vừa rồi mua 100 đài máy tính, tốn ra 3 triệu, còn lại hơn 5 triệu. Cần lại mua 629 đài máy tính mới có thể thăng cấp, cũng chính là 1.887 vạn thiếu hơn 13 triệu. Nếu như đặt ở trước đây, đây tuyệt đối là cái con số thiên văn. Bất quá bây giờ, đã không tính là vấn đề lớn lao gì. Muốn làm liền làm tốt nhất. Làm. Giang Phong lấy điện thoại ra, tìm được ngày hôm qua liên hệ chính mình nhà kia ngân hàng, gọi tới. "Ngài tốt Giang tiên sinh, xin hỏi có cái gì có thể vì ngài phục vụ sao?" Đối diện là một cái giọng nữ êm ái, không đợi Giang Phong mở miệng, liền chủ động hỏi. Hiển nhiên đối với thân phận của hắn thập phần hiểu rõ. Ta cần 5.000 vạn cho vay, cần dùng gấp, có thể lập tức công việc sao? Đương nhiên có thể. Đối phương hô hấp biến đến dồn dập. Ngài nói địa chỉ, chúng ta quản lý lập tức đi tới giúp ngài công việc. Một chiếc điện thoại làm xong 5.000 vạn cho vay. Không cần bất luận cái gì mượn nợ. Thậm chí, vì kinh lý kia còn trăm phương nghìn kế muốn cho Giang Phong miễn lợi tức. Bất quá hắn không đồng ý. Cho lợi tức, đó là sinh ý. Không cho lợi tức chính là nhân tình. Nhân tình của hắn không có như thế giá rẻ. Tiền vào tài khoản phía sau, Giang Phong lập tức liên hệ siêu thị máy tính, để cho bọn họ lại cho 629 đại giống nhau máy tính qua đây. Sau 2 giờ, trong kho hàng sáng lên một đạo chói mắt lam quang điện thoại di động lớn nhỏ trí não lần nữa ngâm nước. Biến thành một viên dịch thấu trong suốt lam bảo thạch. Tên cũng từ nhất cấp văn minh quan não, biến thành nhị cấp văn minh trí não. Khắp mọi mặt tính năng đều có chất đề thăng. Lúc này, lam bảo thạch hơi sáng bắt đầu. Một cái trong suốt tiểu cô nương thân ảnh xuất hiện ở gian phòng trước mặt. Chủ nhân, ta gọi tiểu hy, thật hân hạnh gặp ngươi. Nữ hài nắm bắt chéo quần, hướng Giang Phong được rồi một cái thục nữ lễ nghi. Nhìn qua thập phần nhu thuận. Thật đáng yêu. Không hổ là nhị cấp văn minh sản vật. Giang Phong khen ngợi một tiếng. Quyết định hay dùng tiểu hy làm vì chính mình trợ thủ. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 12 thần kỳ tiểu hy, đặt hàng mũi. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Chủ nhân, ta đã đi qua Internet, hấp thu làm tinh mấy nghìn năm qua tích lũy sở hữu tri thức. Kế tiếp, ta chuẩn bị hoa năm ngày thời gian, từng bước đối với những kiến thức này tiến hành ưu hóa thăng cấp. Xin hỏi ngài có dặn dò gì sao? Tiểu Hy êm ái hỏi. Giang Phong nghe xong, trong lòng thầm than ngư bức. Ngắn ngủi mấy phút, liền tiêu hóa một cái tinh cầu mấy nghìn năm tri thức tích lũy. Còn có thể đối với hắn tiến hành thăng cấp. Đây chính là nhị cấp văn minh trí não thực lực sao? Giang Phong nói nhu cầu của mình. Ta muốn nắm lại sở cải tạo một cái, sau đó mua chút hạt giống, khai hoang làm ruộng. Tiểu Hy chăm chú nghe, nhẹ nhàng nháy mắt. Một bộ ba chiều phù đảo bản đồ nhất thời phơi bày ở trước mặt hai người. Cái này không phải chân thật bản đồ, mà là Tiểu Hy căn cứ Giang Phong miêu tả, kết hợp phù đảo thế giới tư liệu vận tính ra. Đối với, đại khái đường nét chính là như vậy. Bất quá nơi này là cái đường dốc, ngọn núi này cao độ cũng không đúng. Giang Phong nhãn tình sáng lên, chỉ vào bản đồ, bắt đầu sửa chữa các loại tỉ mỉ. Rất nhanh, bản đồ sửa đổi xong. Tuy là một ít số liệu không phải rất chính xác, nhưng đã cực kỳ tiếp cận thực địa tình huống. Tiểu Hy cặn kẻ hỏi thăm Giang Phong các loại yêu cầu. Chỉ tốn nửa giây, liền chế định ra mấy nghìn chủng bất đồng phương án giải quyết. Sau đó ưu trúng tuyển ưu. Mỗi cái hạng mục chỉ lưu lại 5 loại tối ưu phương án cung cấp giang phong tuyển trạch. Không cần tiêu hao tế bào não, chỉ nhìn một chút hiệu quả hình ảnh, chọn một cái của mình thích là được rồi. Thập phần thư giãn thích ý. Giang phong nằm trên ghế salon, chỉ tốn 5 phút đồng hồ liền làm ra khỏi tuyển trạch. Điện lực phương diện. Lấy năng lượng mặt trời gió êm dịu có thể chủ trì, phân phối linh năng máy phát điện thành tựu sau cùng bảo đảm. Tiểu Hy dự định mua sắm các loại nguyên kiện, tự mình động thủ lắp ráp phát điện thiết bị. Chuyển hóa hiệu suất tuyệt đối so với Lam Tinh nhất kỹ thuật tân tiến còn phải cao hơn rất nhiều. Nơi ở phương diện. Giang Phong chọn trúng một cái xây dọc theo núi cổ bảo phương án. Vẽ ngoài hùng vĩ hoa lệ, đồng thời cụ bị cực mạnh lực phòng ngữ. Chiếu cố thư thái tính cùng an toàn tính. Giang Phong thập phần thích. Cuối cùng là khai hoang làm ruộng tiểu hy tổng hợp phụ đảo từng cái bộ phận địa hình thổ nhưỡng chiếu sáng nước nóng phòng thủ độ khó chờ các loại điều kiện chế định chỉnh thể phát triển quy hoạch bởi gian phong tài lực hữu hạn hiện giai đoạn trước tiên ở tự nhiên điều kiện tốt nhất phía đông thảo nguyên khai khẩn 1.000 mẫu thổ địa dùng để trồng trọc kinh tế tỷ lệ hồi báo tương đối cao dâu tây cà chua cùng khoai tây đồng thời ở đồi khu vực trồng cây ăn quả cùng dược liệu bọn họ sinh trưởng chu kỳ tương đối dài, càng sớm trồng trọt càng tốt. Ở thu được Giang Phong sau khi đồng ý, Tiểu Hy bắt đầu điên cuồng hạ đơn. Ngoại trừ hạt giống, vật liệu xây dựng cùng bộ phận nông dùng cơ giới ở ngoài. Còn lại đều là điện tử nguyên linh kiện chủ chốt cùng các loại gia công công cụ. Tiểu Hy ngại lam tinh kỹ thuật lạc hậu. Chuẩn bị tự mình động thủ, chế tác các loại thiết bị. Tuy là nàng còn không có tay. Giang Phong cười cười, tùy ý chính cô ta dàn vặt. Sau này phù đảo, sẽ là khoa học kỹ thuật cùng siêu phạm lực lượng đồng bộ phát triển. Sinh hoạt cùng sinh sản phương diện giao cho Tiểu Hy. Phong ngự cùng khai thác thì từ siêu phạm sinh mệnh phụ trách. Mà Giang Phong, ngoại trừ hưởng thụ sinh hoạt. Chỉ cần không ngừng tăng lên thực lực của chính mình là được. Đúng rồi, cho mỗi nhà xưởng dưới đơn đặt hàng, để cho bọn họ dùng tối cao quy cách bồi dưỡng 100 vạn con mũi nhất định nhắc nhở bọn họ, ta muốn chính là khỏe mạnh mũi, không phải tàn thứ phẩm. Giang Phong cố ý bàn giao. Mũi nhà xưởng đào tạo mũi, chủ yếu là vì lấy mũi chữa mũi. Bồi dưỡng ra mũi đều trải qua đặc thù xử lý, phóng sinh đến giả ngoại phía sau cùng hoang dại mũi cái giao phối, có thể khiến cho tuyệt dục. Giang Phong cũng không muốn xử lý qua mũi. Tiểu Hy đáp ứng một tiếng, lập tức cùng đối phương liên hệ. Rất nhanh có trả lời thuyết phục đối phương cho lưỡng chủng báo giá. Loại thứ nhất là dùng tốt nhất doanh dưỡng dịch bồi dưỡng mũi, mỗi cái giá 10 nguyên. Loại thứ hai, cho doanh dưỡng dịch tăng thêm lượng nhất định linh thực chất lỏng, như vậy mũi mỗi cái 100 nguyên. Nghe được báo giá, Giang Phong nhíu mày. 10 nguyên một con mũi cũng không đắt lắm. Bất quá như vậy mũi, khẳng định so với không lên trên phù đảo lớn lên mũi, phỏng chừng liền phổ thông đều không đạt được hợp thành đứng lên quá phiền toái. Mà dùng linh thực chất lỏng bồi dưỡng mũi, phẩm chất khẳng định không sai, nhưng là giá cả lại quá mắc. Mỗi cái một trăm nguyên, một trăm vạn chỉ liền muốn một ức. Giang Phong sờ cầm một cái, trong lòng bắt đầu tính toán. Một trăm vạn chỉ tốt nhất mũi, đã đủ đem đại hoa tiến hóa đến hoàng kim cấp. Tiền này xài đáng giá. Bất quá, nên đi nơi nào làm cái này một ức nguyên đâu hắn ngày hôm nay mới vay 5.000 vạn, đã hoa không sai biệt lắm. Phu đảo vừa không có khai phát, tạm thời còn không có sản xuất. Giang Phong đang ở phát Sầu, Tiểu Hy đã lấy ra phương án giải quyết. Hơn nữa không phải một loại phương án, mà là 10 loại. Mỗi một chủng đều có rất mạnh khả thi. Chủ nhân, gom góp một ức nguyên tài chính cũng không trắc trở. Để nhất, tìm ngân hàng tiếp tục vay mượn, sẽ có rất nhiều ngân hàng nguyện ý cho vay ngươi. Đệ nhị, có thể phân ra nhất định phù đảo cổ phần, đối ngoại dung tư. Đệ tam, mỗi nhà xưởng sau 10 ngày mới có thể giao hàng, có cái này giảm sốc kỳ, thêm lên gấp 10 lần sinh trưởng gia tốc thẻ, đầy đủ trồng trọt ra một nhóm cây nông nghiệp dùng để tiêu thụ. Đệ tứ, bằng hữu của ngài Nhan Thanh Xu, ở trên Internet ban bố treo thưởng nhiệm vụ, chỉ cần có thể tiêu diệt nạn trên đảo địa hành trùng là có thể thu được 3.000 vạn nguyên tiền thưởng. Đệ ngũ, Ta sửa đổi một ít mũi nhọn kỹ thuật, có thể bán ra ngoài. Thứ sáu, ta có thể lấy trộm người khác tài khoản bên trong tài chính. Đệ thất. Đệ bác. Thứ chín, Đệ thập. Giang phong nghe đến, cuối cùng đều có điểm há hốc mồm. Nguyên lai like ta còn có nhiều như vậy điều đường có thể đi. Cái kia còn có cái gì có thể do dự. Rất tốt. Ngươi bây giờ liền hạ đơn để cho bọn họ đào tạo 100 vạn chỉ tốt nhất mũi, sau 10 ngày giao hàng. Giang Phong nói rằng, là, chủ nhân. Nhân gia sẽ đi ngay bây giờ thông báo bọn họ. Tiểu Hy trả lời ngay. Giang Phong ngồi ở trên ghế salon, một bên uống trà, một bên được sự giúp đỡ của Tiểu Hy xử lý sự tình các loại. Cảm giác ung dung vừa thích ý. Hợp thành Tiểu Hy, tuyệt đối là sáng suốt nhất quyết định một trong chờ đợi nhận hàng thời gian. Tiểu Hy tổng hợp Internet đánh giá cùng nhà hàng trù phòng giám sát, điểm rất nhiều rất hợp gian phong khẩu vị mỹ thực. Làm cho hắn ăn rất là vui vẻ. Đúng rồi, giúp ta tìm một cái tu luyện tinh thần lực phương pháp, còn có gió hệ pháp thuật. Giang Phong chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 13 hợp thành công pháp, thiên tinh đoán thần. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Giang Phong biết rõ. Đại hát bọn họ thực lực có mạnh hơn nữa, chung quy cũng chỉ là ngoại lực. Chỉ có chính mình mạnh mẽ, mới có thể tốt hơn nắm giữ cùng hưởng thụ có toàn bộ, mới có thể tốt hơn sống sót. Tiểu Hy ở trên mạng không gì làm không được. Rất nhanh đã tìm được mấy nghìn chủng tu luyện tinh thần lực phương pháp. Có chút là trong lịch sử từng cái giáo phái minh tưởng pháp. Có chút là thiên tài hoặc là người điên nhóm ức nghĩ ra được phương pháp càng nhiều hơn thì là người hiện đại hồ biên loạn tạo ngoạn ý. Bên trong có thật có giả, rất khó phân biệt. Bất quá cái này không làm khó được tiểu hy. Nàng một bên tra tìm người đưa lên nết tư liệu, còn có tin tức tương quan cùng bình luận. Một bên chính mình tiến hành giải toán, thôi diễn tu luyện nguyên lý. Sau 5 phút, nàng thành công bỏ đi giả giữ lại thực, từ đó chọn lựa ra hơn 30 chủng tương đối đáng tin phương pháp tu luyện bất quá những phương pháp này đều tương đối sơ cấp. Chân chính cao thâm tu luyện công pháp, tất cả đều nắm giữ ở những đại thế lực kia cùng đảo chủ nhóm trong tay. Căn bản sẽ không lưu truyền tới. Còn như Giang Phong muốn nhất phong hệ pháp thuật bí tịch, càng là không có một chút tin tức. Giang Phong bao nhiêu thất vọng. Bất quá, có thể tìm tới những thứ này tinh thần phương pháp tu luyện, đã là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn làm cho Tiểu Hy đem những tài liệu này toàn bộ in ra tổng cộng 34 chủng phương pháp tu luyện. Thiếu bảy tám trang, nhiều lại có trên trăm trang. Giang Phong nhìn lấy những tài liệu này, trước mắt hiện ra gợi ý tin tức. Phát hiện có thể hợp thành mục tiêu. Sơ cấp tinh thần lực tu luyện công pháp, gợi ý hợp thành phía sau công pháp phẩm cấp sẽ đề thăng có hay không hợp thành. Quả nhiên có thể. Giang Phong lộ ra vẻ tươi cười. Điều khiển hợp thành khuôn, bắt đầu hợp thành. Rất nhanh hắn hay dùng chính chủng sơ cấp tu luyện công pháp, hợp thành một bản trung cấp tinh thần lực tu luyện công pháp, hỏa diễm minh tưởng pháp. So sánh với những sơ cấp đó phương pháp tu luyện, quyển công pháp này thâm ảo hơn rất nhiều. Ngưng tụ tinh thần lực hiệu suất cũng muốn cao hơn mấy lần. Làm tin bên trên rất nhiều thế lực lớn nắm giữ tu luyện công pháp, đều là cái này cấp bậc. Giang Phong cũng không có thỏa mãn, tiếp tục bắt đầu hợp thành. Cuối cùng đang tiêu hao hai bảy chủng sơ cấp công pháp sau đó, thuận lợi hợp thành ra khỏi một bộ cao cấp tinh thần tu luyện pháp, thiên tinh đoán thần pháp. Loại đẳng cấp này công pháp thập phần hiếm thấy. Dù cho làm tinh cao cấp nhất thế lực, cũng không nhất định có thể có được. Giang Phong nhìn một chút còn lại công pháp. Còn có bảy loại không có sử dụng. Vì vậy tiếp tục thao túng hợp thành khuôn, đưa chúng nó toàn bộ dung hợp vào thiên tinh đoán thần pháp bên trong. Dung hợp sau khi hoàn thành, thiên tinh minh đoán thần pháp, nội dung có chút cải biến. Thế nhưng công pháp đẳng cấp vẫn là cao cấp, không có biến hóa. Giang phong phỏng chừng, ít nhất phải dung hợp trên trăm loại sơ cấp công pháp, cấp bậc của nó mới có thể đề thăng. Trong khoảng thời gian ngắn thì không cần suy tính. Giang phong ngược lại là không có gì tiếc nuối. Có thể thu được một bộ công pháp cao cấp, đã đạt được tâm lý của hắn dự trù. Còn như phong hệ pháp thuật, làm tình bên trên rất khó tìm. Có lẽ chỉ có thể đi phù đảo trong thế giới tìm. Lại đợi hơn 2 giờ. Đặt mua nhóm đầu tiên hàng hóa lần lượt đưa đến thương khố. Trong đó có một con cao hơn 5 mét, dài 8 cái tinh tế chân dài nhện máy. Hi hi, nhân gia rốt cuộc có thân thể của mình. Tiểu hi hưng phấn nhảy dựng lên. Cái này tri chu là một cái công nghiệp người máy, có thể căn cứ chỉ lệnh vận chuyển vật nặng, cũng có thể làm một ít hàng điện, thiết cắt các loại công tác. Bất quá từ nay về sau, nó đem là tiểu hy chuyên dụng thân thể. Tiểu hy hình ảnh giả tưởng bật bật nhảy nhảy tiến vào con nhện thân thể. Chỉ thấy con nhện ánh mắt lóe lên vài cái, sau đó biến thành tinh khiết lam sắc. Há mồm ra, phát sinh thanh âm kỳ quái. Chủ nhân, ta là Tri Chu Tiểu Hy. Giang Phong cười lắc đầu. Không nghĩ tới nha đầu này cũng có nghịch ngợm một mặt. Có Tri Chu thân thể, Tiểu Hy năng lực đạt được tiến thêm một bước phóng thích. Cải tạo thiết bị, cài đặt mạch, lắp đặt thiết bị phòng ốc, thao tác máy móc nông nghiệp chờ, các loại, đều có thể đọc. Lập hoàn thành. Quả thực toàn năng rối tinh rối mù. Cổ thân thể này quá thô tháo, dáng vẻ cũng quá xấu, cần hảo hảo cải tạo một cái. Thích ứng sau một khoảng thời gian, Tiểu Hy bắt đầu nhổ nước bọt. Chính ngươi làm quyết định thì tốt rồi. Cần tài liệu gì? chính mình dưới đơn đặt hàng, không cần cho ta tiết kiệm tiền. Giang Phong hào sản nói. Hi hi, chủ nhân tốt nhất. Ngoại trừ nhện máy. Nhóm hàng hóa này trung còn có 27 đài máy tính, cùng với một người đàn ông trung niên bộ dáng người máy. Giang Phong dùng 27 đài máy tính, hợp thành một cái nhất cấp văn minh quan não, cài đặt đến người máy ở trong thân thể. Cho hắn lấy tên, Lão Cổ. Về sau Lão Cổ liền ở lại Lam Tinh, phụ trách quản lý cái tòa này thương khố, đồng thời sưu tập các loại tin tức. Lão cổ tính năng so ra kém tiểu hy. Nhưng là sở hữu trung đẳng trí tuệ, cùng với viễn siêu lam tinh trình độ khoa học kỹ thuật giải toán năng lực. Làm những công việc này dư giả. 3 giờ chiều. Giang Phong mang theo tiểu hy cùng đại lượng vật tư quay trở về phù đảo. Đại hoa đệ một cái phát hiện động tĩnh, Lập tức bay tới, vây quanh Giang Phong ông ông trực khiếu, oán giận hắn xuất môn không mang theo chính mình. Sau đó đại hắc cũng chạy tới, đồng dạng một bộ biểu tình ủy khuất. Giang Phong có chút dở khóc dở cười. Thực sự là phục rồi hai người này. Không thể làm gì khác hơn là lần lượt từng cái sờ sờ đầu, lúc này mới trấn an được bọn họ. Đại Hắc, Đại Hoa, đây là Tiểu Hy. Chúng ta phù đảo quản gia. Giang Phong đem Tiểu Hy giới thiệu cho bọn họ sau đó triệu tập thập tam thái bảo bắt đầu làm việc thời gian đã không còn sớm hắn nhớ đuổi trước khi mặt trời lặn cài đặt tốt phát điện thiết bị cùng bộ phận mạch giải quyết chiếu sáng vấn đề phát điện thiết bị ở thương khố đã cải tạo tốt lắm chỉ cần cài đặt đến đỉnh núi các nơi có thể sử dụng tiểu hy làm cho này bên trong duy nhất chuyên gia chỉ huy đại hát bọn họ leo lên leo xuống bận rộn xoay quanh cũng may đám kiến chịu khổ nhọc làm được thập phần hăng say. Còn như phòng ốc cải tạo, đó là cái đại công trình, ngày hôm nay khẳng định không còn kịp rồi. Chỉ có thể trước liên tiếp mạch, đem đèn điện cài đặt tốt. Cải tạo qua phát điện thiết bị thập phần ra sức. Năng lượng mặt trời chuyển hóa hiệu suất cao tới 90% ở trên. Đồng thời còn có thể lợi dụng sức gió phát điện. Chỉ vận chuyển 3 phút, liên tích xúc đầy đủ buổi tối sử dụng lượng điện. Giang phòng rất là tán tháng có những thiết bị này, về sau không cần lo lắng không có điện dùng. Chủ nhân, lượng điện chưa dùng hết cũng là lãng phí, kỳ thực có thể xây dựng một ít cao tốn năng lượng kiến trúc. Tỷ như đại hình kho lạnh, phòng thí nghiệm, kim loại lò luyện chờ, các loại. Còn có thể thành lập vòng xoay giám sát võng, cùng với phòng ngự dùng quan lăng tháp. Thậm chí, chờ sau này điều kiện thành thục, còn có thể kiến thiết bao trùm cả hòn đảo nhỏ lộng năng lượng. Tiểu Hiên nghiêm túc đưa đề nghị giám sát võng quan lăng tháp lồng năng lượng gian phòng ánh mắt càng ngày càng sáng nếu như có mấy thứ này phụ đảo an toàn tính sẽ gấp 10 gấp trăm lần tăng lên quả thực không muốn quá sản đương nhiên hắn cũng biết đó là viễn cảnh quy hoạch sắp tới không quá có thể thực hiện chỉ là công trình cần rộng lượng kim loại chính là một vấn đề rất khó khăn bất quá có hy vọng luôn là tốt Giang Phong tin tưởng, một ngày nào đó hắn có thể đem những này quy hoạch hết thảy thực hiện. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 14 sâu dạ mê sương mù, hung thú đột kích. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Buổi tối, Giang Phong đang nghỉ ngơi, chợt nghe động tĩnh. Mở mắt nhìn một cái, đại hắc từ cửa phòng ngủ thò đầu ra. Làm sao vậy? Giang Phong hỏi. Đại Hắc đi qua tâm linh liên hệ nói cho Giang Phong, có hung thú xông vào phù đảo. Bất quá mới vừa vào tới đã bị đám kiến phát hiện. Bên ngoài tới hung thú. Giang Phong hơi nhíu mày. Hắn đã sớm nghe nói, buổi tối phù đảo Chu Vi thường thường xuất hiện sương mù dày đặc, có chút trong sương mù biết chui ra hung thú, lệnh đảo chủ nhóm thập phận đau đầu. Không nghĩ tới mình cũng gặp được. Đại Hắc nhìn lấy Giang Phong, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn. Nó đã hai ngày không có đánh nhau, rảnh rỗi khó chịu, khó khăn đụng tới cơ hội, tự nhiên không muốn bỏ qua. Được rồi, liền giao cho ngươi. Giang Phong bất đắc dĩ cười cười, liền phóng nó đi ra. Sau đó mình cũng mặc xong quần áo, đi ra phòng ngủ. Chủ nhân. Tri Chu Tiểu Hy tiến lên đón. Có hung thú xông vào, chúng ta đến trên đỉnh núi nhìn. Giang Phong mang theo Tiểu Hy đi ra sơn động, hội hợp đại hoa, cùng đi đến đỉnh núi. Bóng đêm rất đen, tứ diện nhìn lại chỉ có thể nhìn được mơ hồ đường nét. Cũng không biết đại hát bọn họ ở cái nào vị trí. Chủ nhân, ta kiến nghị đem giám sát võng mau sớm đăng lên nhật báo. Tiểu Hy vừa giúp Giang Phong Chắn gió, vừa nói. Giang Phong gật đầu. Có đạo lý, cần cái gì liền nói với ta, ngày mai sẽ đi mua. Hắn đã nhận thức được chuyện này tầm quan trọng, tự nhiên toàn lực ủng hộ. Ông ông đại hoa nhìn về phía phía đông thảo nguyên, ý bảo hung thú liền ở nơi đó. Giang Phong quay đầu hướng bên kia nhìn lại. Rất nhanh liền nghe được tiếng va chạm to lớn. Chắc là đại hát cùng hung thú giao thủ. Giang Phong cũng không phải làm sao lo lắng. Hôm nay đại hát, kỹ năng toàn bộ khai hỏa phía dưới, đã đủ cùng bạch ngân cấp hung thú đối kháng. Tại hạ tầng phù đảo tuyệt đối thuộc về cường giả nhóm. Một dạng hung thú căn bản không phải là đối thủ của nó. Quanh theo một tiếng vang thật lớn, trên thảo nguyên sáng lên hoàng quang. Đó là thổ hệ pháp thuật quang mang. Mượn ánh sáng, Giang Phong rốt cuộc thấy rõ cùng đại hắc đối chiến hung thú. Nguyên lai là lưng sắt đâm gấu. Vẫn là hai đầu. Giang Phong sắc mặt hơi trầm xuống. Cái này chủng hung thú có thể khó đối phó, thành niên về sau liền là bạch ngân cấp bậc, nhưng lại biết thổ hệ pháp thuật xem mới vừa động tĩnh, chắc là một đầu thanh đồng cấp, một đầu bạch ngân cấp. Dưới sự liên thủ, đã đủ đối với đại hát tạo thành uy hiếp. Ông ông chứng kiến Giang Phong biểu tình, đại hoa mã bên trên bay tới, ý bảo hắn không cần lo lắng. Thành tựu đại hát cả đời địch, nó hiểu rõ nhất con kia con kiến kinh khủng. Thu thập hai đầu xỏa hùng, gấu ngốc, căn bản không nói chơi. Giang Phong vỗ vỗ đại hoa đầu, thoáng yên lòng. Theo từng tiếng nổ, rất nhanh, chiến đấu hạ màn. Đại Hắc đã trở về. Phần bùng bị điểm vết thương nhẹ. Bất quá, cái kia hai đầu cự hùng đã biến thành thi thể, bị nó liên tha đái duệ dẫn theo qua đây. Một đầu bạch ngân. Một đầu thanh đồng. Chồng cùng một chỗ, phản phất một tòa núi thịt. Đại Hắc buông thi thể, đắc ý ngẩng đầu lên, thần sắc thập phần kiêu ngạo. Ha ha, Đại Hắc thật lợi hại. Giang Phong đi qua nhìn một cái, thật tâm thật ý bắt đầu khích lệ. Hai đầu cự hùng thực lực mạnh mẽ, hơn nữa còn là hai đánh một. Lại bị đại hắc ung dung đánh bại, ngay cả chạy trốn đi đều làm không được. Chỉ có thể nói, đại hắc thực lực tại phía xa bọn họ bên trên. Nghe được Giang Phong khích lệ đại hắc, vừa rồi vẫn quan tâm chiến huống đại hoa có điểm không vui. Ông ông hai tiếng, biểu đạt cùng với chính mình chẳng đáng. Bất quá, nó đối bạch ngân cấp hung thú huyết dịch lại cảm thấy rất hứng thú. Không chút khách khí ghé vào cự hùng trên lưng, thừa dịp huyết dịch còn không có ngưng kết, tham lam hút. Đại hắc bất mãn trừng nó liếc mắt, nhưng cũng không nói gì thêm. Giang Phong thấy âm thầm buồn cười. Hai người này, một ngày chấm dứt đối chọi gay gắt, kỳ thực cảm tình vẫn rất tốt. Chỉ bất quá đều tương đối ngạo kiều, không muốn biểu đạt ra ngoài mà thôi. Tiểu Hy thao túng tri chu cánh tay, đem hung thú tinh hạch đào lên, đưa cho Giang Phong. Giang Phong khoát tay áo. Hung thú tinh hạch có thể thành vì trên đảo dự bị nguồn năng lượng, để cho nàng chính mình cất xong. Ly Thiên hiện ra còn có một đoạn thời gian. Giang Phong ngáp một cái, trở về phòng ngủ đi ngủ. Tiểu Hy không phải cần nghỉ ngơi. Cũng không biết nàng cùng Đại Hoa nói gì đó. Uống no tiên huyết phía sau, Đại Hoa liền mang theo Tiểu Hy làm bảo thạch bản thể, vòng quanh phụ đảo không ngừng phi hành. Nửa giờ sau trở lại trên núi, Tiểu Hy đã đem mới tin phụ đảo bản đồ vẽ hoàn thành. Cái này phiên bản bản đồ càng thêm hoàn thiện, số liệu cũng càng thêm chuẩn xác. Liền một ít tiểu sườn đất cao độ, thảm thực vật tình huống, thổ những độ phi, địa chất kết cấu chờ, các loại, đều có toàn diện phân tích. Có những tài liệu này, phù đảo phát triển quy hoạch sẽ càng thêm khoa học. Chế tạo xong bản đồ, Tiểu Hy lại tìm cho mình mới công tác. Nàng điều khiển tri chu cánh tay, bắt đầu cải tạo mang về 10 thời đại hình máy kéo. Những thứ này máy kéo là ngày mai khai hoang chủ lực, nhất định phải hảo hảo hoàn thiện một cái. Rất nhanh, máy kéo liền cải tạo tốt lắm. Dầu ma, giúp động cơ đổi thành điện lực động cơ, phơi một chút thái dương là có thể nạp điện. Động lực cũng càng thêm mạnh mẽ, so với xe tăng hạng nặng cũng không sai mảy may hệ thống thao tác cũng tiến hành rồi cải tạo. Thiết định tốt chương trình phía sau có thể tự động công tác, cũng có thể từ tiểu hy khống chế, tiến hành một ít tinh mật thám nghiệp. Sáng sớm hôm sau, Giang Phong mới vừa tỉnh ngủ, thời gian của một cái nháp, tiểu hy đã bưng điểm tâm đi đến. Chủ nhân sớm A. À? Thanh âm mềm manh nhu thuận. Chỉ là cổ này tri chu thân thể, làm cho khả ái trình độ giảm bớt đi nhiều. Dường như nhận thấy được Giang Phong ánh mắt, Tiểu Hy hừ một tiếng. Ta liền biết chủ nhân cũng hiểu được tri chu xấu. Giang Phong tiếp nhận sửa đậu nành, gật đầu thừa nhận. Là thật xấu. Anh anh anh. Chủ nhân không thích người ta. Tiểu Hy giả khóc một trận, thấy Giang Phong vẫn còn ở ăn uống thả cửa. Không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ nói ra. Ta chuẩn bị chế tạo một thân thể mới, là một cái xinh đẹp hầu gái A. Công việc sau này thời điểm, ta à, là tri chu tiểu Hy, làm cơm cùng chiếu cố chủ nhân chính là hầu gái tiểu Hy. chủ nhân có không có một chút mong đợi đấy đương nhiên mong đợi giang phong nhãn tình sáng lên vì ý tưởng của nàng điểm cái lai hi hi cũng biết chủ nhân sẽ thích tiểu Hy càng lai kính điều tra một màn ánh sáng làm cho giang phong chọn phía trên là hình hình sắc sắc nữ hài hình tượng có nhu thuận hình hỏa cây tính khả ái hình hiện thê lương mẫu hình. Vẽ bề ngoài, vóc người, khí chất mỗi người không giống nhau. Giang Phong nhìn hoa cả mắt. Ngang ngược phất phất tay. Những thứ này ta tất cả đều muốn. Hành, chủ nhân thực sự rất lòng tham đâu. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 15.000 mẫu đồng ruộng, gấp 10 lần gia tốc. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Ăn xong điểm tâm. Giang Phong đem sở hữu thủ hạ đều triệu tập qua đây, bắt đầu rồi oanh oanh liệt liệt sinh nhiều. Sinh vận động. Thập tam thái bảo, cửu hoa tỷ Muội, còn có 10 con hát thiết kiến hậu. Cùng nhau đi theo 10 thời đại hình máy kéo phía sau, hướng đông bộ phận thảo nguyên xuất phát. Ngày hôm nay muốn khai khẩn ra một nghìn mẫu đồng ruộng, sau đó tiến hành gieo. Nhiệm vụ số lượng không nhỏ. Bất quá có nhiều như vậy thủ hạ ở, Giang Phong tràn đầy lòng tin rất mau tới đến phía đông thảo nguyên. Mảnh thảo nguyên này có chừng hơn 3.000 mẫu, địa thế bằng phẳng, là trên đảo thích hợp nhất trồng trọt khu vực một trong. Bất quá bây giờ. Trong thảo nguyên giang nhiều một cái hố to, chung quanh cỏ hoang đều bị hất bay đi ra ngoài, lộ ra hát sắc thổ nhưỡng. Đây chính là tối hôm qua chỗ đánh nhau. Giang Phong hỏi. Đại hát gật đầu, trong thần sắc mang theo chút kiêu ngạo nó nhưng là tự tay đánh chết bạch ngân cấp cường địch, mũi cũng không có như thế huy hoàng chiến tích. Không sai, cái này ngược lại tiết kiệm không ít võ thuật. Chỉ cần đem hố đất viết bên trên, sang bằng một cái, chính là mấy chục mẫu tốt rồi. Giang Phong phất phất tay. Mười đài máy kéo đồng thời phát động, kéo trọng hình lưỡi cày sông về phía trước đi. Đại hát bọn họ theo ở phía sau, hỗ trợ thanh lý cỏ dài rễ cây đại hoa giả mang theo bọn mùi mùi qua lại dò xét, chứng kiến chuột đồng cùng côn trùng dết sạch. Khai hoang làm ruộng có rất nhiều bước đi. Trước muốn thanh lý thảm thực vật, rễ cây, sang bằng thổ địa. Tiếp lấy thâm canh, phơi nắng thổ, khử trùng, giết chết trong đất bệnh khuẩn cùng trứng trùng. Sau đó còn muốn bón phân, bổ sung độ phi. Sau đó nhiều lần cày, bổ cào, xóp thổ nhưỡng. Cuối cùng mới là gieo. Giang Phong tóm tắt mấy bước. Thâm canh, sang bằng sau đó, liền trực tiếp gieo. Làm như thế chỗ xấu là, trong đất buồn thảo tử cùng trứng trùng không có bị giết chết, tương lai sẽ ảnh hưởng hoa màu sinh trưởng. Bất quá Giang Phong không sợ, hắn có tuyệt chiêu. Giang Phong chuẩn bị đem kiến hậu nhóm sao huyệt dời đến trong ruộng Giang. Nhỏ như vậy con kiến ấp trứng sau đó, mỗi ngày ở trong đồng ruộng kiếm ăn, dĩ nhiên là tiêu diệt cỏ dại cùng côn trùng có hại tuyệt đối là cục diện hai phe đều có lợi. Dĩ nhiên, biện pháp này cũng chỉ có Giang Phong có thể sử dụng. Bởi vì chỉ có hắn có thể khống chế đàn kiến, bằng không để một cái gặp hòa chính là hoa màu. Ở tiểu hy tinh chuẩn dưới sự thao túng, mười đài máy kéo dường như mang hoang mảnh thú, ở trên thảo nguyên không ngừng xuyên toa. Chỉ dùng hơn 3 giờ, liền khai khẩn ra một nghìn mẫu thổ địa. Kế tiếp chính là gieo giống. Giang phong ở Lam Tinh thị trường, chỉ mua đến rồi nhất giai linh thực hạt giống. Nhị giai trở lên hạt giống, đều bị các đại thế lực cùng đảo chủ nhóm lũng đoạn, không có môn lộ căn bản mua không được. Bất quá cái này không làm khó được Giang Phong. Mua không được nhị giai, mua thêm một ít nhất giai hạt giống là được. Ngược lại hắn có hợp thành khuôn, cao cấp hơn hạt giống cũng có thể chính mình hợp thành. Chỉ bất quá, hắn phù đảo chỉ là nhất cấp phù đảo. Thổ những độ phi cùng nồng độ linh khí hữu hạn, chỉ có thể cung ứng một hai giai linh thực sinh trưởng. Tam giai trở lên sẽ dinh dưỡng không đầy đủ. Vì vậy hắn chỉ hợp thành nhị giai hạt giống, chuẩn bị đem một nghìn mẫu đất toàn bộ trồng lên. Chủ nhân, chuẩn bị xong. Tiểu Hy qua đây hội báo. Vậy liền bắt đầu a. À. Giang Phong gật đầu. Sau đó, ở Tiểu Hy dưới sự khống chế, nằm chiếc trang bị đầy đủ mầm móng máy bay không người bay lên giữa không trung trong đồng ruộng lưu lại khe rảnh chỉ cần đem hạt giống chính xác gieo rắc dưới liền có thể đi đám kiến theo ở phía sau ban hạt giống đắp thổ vội vàng bất diệt nhạc hồ đảo mắt đến trưa một nghìn mẫu đất toàn bộ chủng tốt ở giữa phì nhiêu nhất một trăm mẫu trồng trọt là nhị gia dâu tây mỗi mười mẫu trong đất giang lưu lại một mảnh đất trống nhỏ mười con hát thiết kiến hậu đã tại nơi đó mạnh khỏe da đang chuẩn bị đẻ trứng Giang Phong đi tới dâu tây trong đất Giang. Tay lấy ra tản ra lục sắc quan mang tạp phiến. Gấp 10 lần sinh trưởng gia tốc thẻ. Có thể cho 100 mẫu thổ địa bên trong sinh vật lấy gấp 10 lần tốc độ sinh trưởng, hiệu quả duy trì liên tục một tháng. Dâu tây sinh trưởng chu kỳ ở khoảng 3 tháng, cũng chính là hơn 90 thiên. Sử dụng sinh trưởng gia tốc thẻ sau đó, mỗi 10 ngày là có thể thu hoạch một lần. Một tháng có thể thu hoạch 3 lần. Cùng lúc đó, sinh hoạt tại dâu tây trong đất con kiến cũng sẽ nhận ảnh hưởng, lấy gấp 10 lần tốc độ sinh trưởng. Trên phù đảo con kiến so với lam tinh con kiến càng cường tráng, sinh trưởng chu kỳ cũng muốn càng dài. Trứng kiến ấp trứng phía sau, một dạng cần hơn nửa tháng mới có thể lớn lên. Mà ở nơi đây, hai ngày là có thể trưởng thành đại con kiến. Tin tưởng không bao lâu, Giang Phong là có thể thu hoạch một nhóm lớn hắc thiết cấp con kiến đến lúc đó, bất kể là phân ổ thành lập càng nhiều ổ kiến, vẫn là đem ra thành tựu hợp thành tài liệu. Đều có thể cực lớn đề thăng Giang Phong thực lực. Nghĩ tới đây, Giang Phong trên mặt lộ ra ước mơ nụ cười. Hắn lại nhìn một chút còn lại 900 mẫu đất. Trồng trọt đều là ngô, cà chua, bí đỏ chờ, các loại, cao sản thu hoạch. Đáng tiếc hắn chỉ có một trương sinh trưởng gia tóc thẻ. Những thứ này cây nông nghiệp chỉ có thể tự nhiên sinh trưởng, 3 bốn tháng sau đó mới có thể thu hoạch. Nếu có thể lấy đến càng nhiều sinh trưởng gia tóc thể thì tốt rồi. Giang Phong hơi có chút tiếc nuối. Đáng tiếc loại tạp phiến này, chỉ có trong hòm báo mới có thể mở đi ra, cũng không phải là như vậy dễ được. Hạt giống đã gieo. Bất quá cái này chỉ là một cái bắt đầu. Kế tiếp. Theo hạt giống nảy mầm, sinh trưởng, tản ra sinh mệnh năng lượng càng ngày càng mạnh, biết hấp dẫn tới nhóm lớn côn trùng, chim tước. Hơn nữa còn là một đợt sống tiếp nối một đợt sống, khiến người ta mệt mỏi ứng phó. Không cẩn thận sẽ tuyệt thu. Vì vậy rất nhiều phổ thông đảo chủ chỉ biết trồng trọt mấy chục mẫu thổ địa. Thuê mướn hơn trăm người quản lý chăm sóc. Nếu như nhiều hơn nữa một ít, một là quản lý không tới. Hai là đại lượng linh quả đồng thời thành thục, rất có thể hấp dẫn cường đại hung thú đến đây nuốt chửng. Phiền toái như vậy có thể to lắm giống như giang phong cái này dạng, một lần trồng trọc một nghìn mẫu hoa màu. Chỉ có những đại đảo chủ đó hoặc là đỉnh cấp thế lực mới có như vậy quyết đoán. Nếu như làm cho còn lại người biết, nhất định sẽ cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình. Tốt lắm. Dâu tây bình thường nảy mầm cần chừng 10 ngày, ở chỗ này cũng muốn cả ngày. Phóng chừng chiều nay liền muốn bắt đầu vội vàng tróc trùng. Giang Phong mang theo đại hoa cùng tiểu hy ly khai ruộng đông đại hát bọn họ thì phải ở lại chỗ này, 24 giờ trông coi. Những thứ này hoa màu là Giang Phong chủ yếu thu nhập khởi nguồn, nửa điểm lơ là không phải. Ăn cơm trưa. Giang Phong mang theo hai cổ hung thú thi thể phản hồi Lam Tinh. Hắn đã cùng Nhan Thanh Xu liên lạc xong, vẫn còn ở chỗ cũ giao dịch. Một ánh hào quang hiện lên. Giang Phong xuất hiện ở thông thiên tháp bên trong phòng khách quý trung. Nhan Thanh Xu đã dẫn người chờ ở chỗ này chứng kiến Giang Phong mang tới hai cổ thi thể, nhàn thành su thập phần khiếp sợ. Lưng sắt đâm gấu. Bạch Ngân cấp hung thú. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 16 Đại Hát Xuất Mã, Hoa Khôi Khiếp Sợ. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Nhàn thanh su chấn kinh rồi. Lúc trước Giang Phong thanh lý phù đảo, cũng tiêu diệt tam đầu thanh đồng cấp hung thú, nhưng này vẫn còn ở hắn lý giải phạm vi bên trong dù sao chỉ cần bằng lòng dùng tiền, mời thêm một ít lính đánh thuê, vẫn có thể làm được. Nàng mình chính là làm như thế. Có thể bạch ngân cấp hung thú cùng thanh đồng hung thú hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Căn bản không phải nhiều người liền có thể giải quyết. Muốn tiêu diệt bọn họ, chỉ có thể từ so với chúng nó càng thêm cường đại tồn tại xuất thủ. Nói cách khác, Giang Phong bên người có ít nhất một gã bạch ngân cấp cường giả. Cái suy đoán này, mới là chân chính làm nàng cảm thấy khiếp sợ nguyên nhân. Nàng hiểu qua Giang Phong tình huống, biết hắn là đứa cô nhi, căn bản không có cái gì nhân mạch cùng tài nguyên. Nhan đồng học Giang Phong gặp nàng đinh cùng với chính mình sững sờ, không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Nhan thanh su cái này mới phản ứng được, không khỏi mặt cười ửng đỏ. Ngươi dĩ nhiên giết chết bạch ngân cấp hung thú, thực sự là quá khiến ta kinh nha. Vận khí tốt mà thôi. Giang Phong Vân Đạm Phong khinh cười cười. Đây cũng không phải là dựa vào vận khí liền có thể làm được. Nhan Thanh Xu trận mắt liếc hắn một cái, bất quá cũng không nói gì nhiều. Rất nhanh, thủ hạ kiểm tra xong hung thú thi thể. Ngoại trừ không có thú tinh hạch, cùng với thiếu một con gấu trưởng ở ngoài, khác bộ phận đều rất hoàn hảo. Bạch Ngân cấp hùng trưởng ăn ngon không? Nhan Thanh Xu tò mò hỏi. Không thể ăn. Đây là thổ hệ hung thú, thổ mùi rất nặng. Giang Phong trả lời. Cái này dạng A, à, vốn là ta cũng muốn nếm thử. Hai người cười cười nói nói, rất nhanh nói xong giá cả. Thanh đồng cấp lưng sắt đâm gấu, 400 vạn. Bạch ngân cấp lưng sắt đâm gấu, 2.600 vạn. Tổng cộng 3.000 vạn nguyên. Chuyển hoàng sổ sách. Giang Phong nhìn một chút chính mình tài khoản bên trong chữ số, 3.087 vạn nên có thể kiên trì mấy ngày. Không có chuyện gì nói ta liền đi trước, còn muốn mua chút đồ đạc. Giang Phong khoát tay áo, chuẩn bị ly khai. Nhan Thanh Xu vội vàng nói. Chờ một chút, có chuyện ta muốn mời ngươi giúp một tay. Mời ta hỗ trợ. Giang Phong sửng sốt, lập tức nhớ tới ngày hôm qua Tiểu Hy nói qua, Nhan Thanh Xu ở trên Internet tìm người xin giúp đỡ. Dường như cho ra 3.000 vạn mức thưởng. Sẽ không là chuyện này chứ. Quả nhiên. Chỉ nghe Nhan Thanh Xu tiếp tục nói. Trên đảo của ta có rất nhiều địa hành trùng, bọn họ sinh hoạt tại dưới đất, sắp đem phụ đảo móc trổng. Nếu như ngươi có thể giải quyết bọn họ, ta nguyện ý thanh toán 3.500 vạn trả thù lao. 3.500 vạn? Như thế nào còn lên giá? Giang Phong Dương lên lông mi. Nguyên lai ngươi biết a? À? Nhan Thanh Xu thở dài ta mời vài cái dòng binh đoàn, kết quả không có biện pháp nào, chỉ có thể tăng giá, hy vọng có thể mời cao thủ hỗ trợ. Nói xong, đầy cõi lòng mong đợi nhìn lấy Giang Phong. Nàng đã nhận định Giang Phong bên người có bạch ngân cấp cường giả. Hơn nữa còn là phi thường lợi hại bạch ngân cấp cường giả. Bằng không không có khả năng giết chết lưng sắt đâm gấu, khiến nó liền trốn chạy cơ hội đều không có. Cái này 3.500 vạn, Chính là mời bạch ngân cấp cường giả xuất thủ giá cả. Giang phong trong lòng trầm ngâm. 3.500 vạn mặc dù không thiếu, nhưng là bất quá là bảy tám mẫu dâu tây tiền lời mà thôi. Còn chưa đủ lấy đã động hắn Bất quá, nếu như thêm lên những vật khác lời nói. Người có thể không thể làm được sinh trưởng gia tóc thẻ. Sinh trưởng gia tóc thẻ. nhan thanh su vừa nghe, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn gấp 10 lần sinh trưởng gia tốc thẻ, giá thị trường là 10 ức nguyên mỗi tấm. Hơn gấp 10 lần sinh trưởng gia tốc thẻ càng đắt, có tiền cũng mua không được. Ngươi không phải là muốn bắt chẹt ta đi. Bắt chẹt. Giang Phong có chút dở khóc dở cười. Hắn thật không biết sinh trưởng gia tốc thẻ sẽ như vậy đắt. Một tỷ nguyên một tấm. Vậy mình đem ra trồng trọt chẳng phải là thua thiệt. Giống như hắn loại nhị gia dâu Tây, mỗi mẫu đất đại khái có thể kiếm 5 triệu tả hữu, 100 mẫu cũng chỉ có 500 triệu. Bất quá tốt ở một tháng có thể chủng ba quý, cũng không có lỗ vốn. Chỉ có trồng trọc tam giai trở lên cây nông nghiệp mới có thể phát huy sinh ra trưởng gia tốc thể chân chính giá trị. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Giang Phong tạm thời tắt lại làm một cái thể ý tưởng. Cái kia pháp thuật bí tịch đâu? Sẽ không cũng như vậy đắc chứ? Giang Phong lại hỏi. Trong trường học không dạy mấy thứ này, làm tin trên Internet cũng tìm không được tin tức tương quan, thế cho nên Giang Phong đối với những vật phẩm này giá trị hai mắt tối thui. Nhan Thanh Xu lại bất đồng. Nàng xuất thân tại Việt Thế Gia, từ nhỏ đến lớn tiếp xúc qua không phải thiếu đảo chủ, mạng giao thiệp cùng nhãn giới là Giang Phong so sánh không bằng. Mấy thứ này hỏi nàng chuẩn không sai. Pháp thuật bí tịch cũng không đắt lắm, rất nhiều đảo chủ trong tay đều có, chỉ cần có phương pháp rất dễ dàng là có thể trao đổi đến. Giang Phong nghe xong, bất đắc dĩ nhìn nàng một cái. Ta chính là không có phương pháp mới có thể hỏi ngươi. Nhan Thanh Xu hé miệng cười khẽ, cảm thấy vẻ mặt của hắn rất thú vị. Cái này không khó, bao ở trên người ta a. À. Tối đa một tuần khẳng định giúp ngươi tìm được. Chỉ cần có thể tiêu diệt địa hành trùng, 3.500 vạn ta cũng sẽ trả. Nhan Thanh Xu nói thật nàng bày tỏ thành ý của mình, Giang Phong suy nghĩ một chút, cũng liền gật đầu đáp ứng. Ta có thể thử một chút, nếu như không được ngươi cũng không muốn thất vọng. Nhan Thanh Xu vừa nghe, lộ ra nụ cười sáng lạng. Làm sao biết chứ? Tâm lý của ta chỉ có cảm ơn. Lời này nghe làm sao là lạ. Giang Phong để cho nàng chờ, sau đó quay trở về phù đảo. Lần này hắn chuẩn bị làm cho đại hát xuất mã làm một cái con kiến, đại hắc rất am hiểu đào lỗ. Đồng thời, hứa giác của nó cùng xúc giác cũng đều thập phần phát triển, cho dù ở dưới nền đất, cũng có thể thông qua khí vị cùng tế vi chấn động phát hiện mục tiêu. Khiến nó đối phó địa hành trùng, chỉ có thể nói là đại tài tiểu dụng. Còn như có thể hay không bại lộ thực lực. Giang phong thật đúng là không lo lắng. Dâu tây trong đất con kiến đang ở thành tốc lớn lên, tối đa 7-8 ngày, đại hắc là có thể tiến giai hoàng kim cấp. Hiện tại làm cho bạch ngân đại hắc lộ diện, đã là kinh sợ, cũng là một tầng ngụy trang. Húng hồ còn có đại hoa. Đợi đến mũi giao hàng tại xưởng, nó cũng có thể tiến giai hoàng kim. Hạ tầng phù đảo có hai cái hoàng kim cường giả tọa trấn, còn có gì phải lo lắng. Làm đại hắc xuất hiện ở khu khách quý lúc, đưa tới oanh động to lớn. Một đầu sống sờ sờ bạch ngân cấp hung thú, chính là ở phù đảo thế giới cũng không thấy nhiều, chớ đừng nói chi là lam tinh. Rất nhiều người sợ đến kêu la om sòm, cũng có người hưng phấn vây quanh. Còn tốt Giang Phong tiến hành rồi nộp hồ sơ, bảo an đúng lúc chạy tới, lúc này mới khống chế được cục diện. Ngay cả như vậy, Giang Phong vị này tân tấn đảo chủ, hay là bởi vì đại hắc mà danh tiếng vang xa. Nhàn thanh Xu lại một lần kinh trụ nàng cho rằng Giang Phong đứng phía sau một vị bạch ngân cấp cường giả, không nghĩ tới cũng là một đầu hung thú. Hoặc có lẽ là, một đầu đối với Giang Phong nói gì nghe nấy sủng thú. Trong lúc này phân biệt khả năng liền quá lớn. Nhan Thanh Xu nhịn không được lắc đầu. Người đàn ông này trên người phản phất bao phủ sương mù dày đặc, ai cũng không biết cất giấu bao nhiêu bí mật. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 17 Phù đảo thôn xóm, đi trứng trùng nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Hai người không có ở thông thiên tháp bên trong chờ lâu. Ở nhan thanh Xu dưới sự hướng dẫn, rất nhanh truyền đến nàng phù đảo. Cái này phù đảo cùng gian phong phù đảo cao thấp tương tự, bất quá địa thế càng thêm gồ ghề, đại bộ phận đều là vùng núi cùng đồi, có thể dùng đến trồng trọt bình nguyên rất ít. Bất quá tạm thời cũng đầy đủ dùng. Nhan thanh Xu so với gian phong hơn tháng, tới phù đảo thế giới đã nửa năm có ở đây không tiếc thành phẩm đầu nhập dưới, đã xây lên một tòa thôn trang. Thôn trang bên ngoài vây quanh một đạo cao hơn 5 mét tường đá, mặt trên mắt lấy các loại vũ khí nặng nhẹ. Giang Phong thậm chí thấy được súng máy hạng nặng cùng mấy môn hỏa pháo. Trong thôn phòng ốc thì từ đá lớn xây thành, mặc dù không mỹ quan, nhưng thắng ở trắng chắc dùng bền. Lại tăng thêm nhiều đội cổng súng trường không ngừng dò xét dòng binh. Thôn an toàn vẫn có bảo đảm. Nơi đây ở sắp xỉ một ngàn người Một phần ba là dông binh Còn lại đều là chiêu mộ tới đảo dân Hai người đi ở trong thôn Nhàn thanh xu hướng gian phòng giới thiệu các thôn dân tình huống Dông binh đương nhiên là giá cao mời tới Phù đảo nguy hiểm như vậy Không có ba năm vạn tiền lương Không có khả năng qua đây cho người bán mạng Còn lại đảo dân cũng là tự nguyện tới được Không cần tiền lương Chỉ cần cam đoan an toàn liền được Bọn họ làm như vậy là vì có thể ở trên đảo thường ở mỗi ngày chịu đến linh khí tẩm bổ thân thể tự nhiên càng ngày càng tốt một ít tật bệnh đều có thể không uống thuốc mà khỏi bệnh nếu như vận khí đủ tốt thậm chí có cơ hội giác tỉnh siêu phàm lực lượng từ đây cải biến vận mệnh nguyên nhân chính là như vậy trên phù đảo tuy là nguy hiểm vẫn có rất nhiều lam tinh bên trên nguyện ý qua đây công tác đương nhiên bọn họ cũng sẽ chọn phù đảo giống như một ít mới vừa khai phát, liền an toàn cũng không có thể bảo đảm đảo nhỏ, thì sẽ không có người nguyện ý đi. Giang Phong vừa đi vừa nhìn, cảm giác nhãn giới mở rộng ra. Bất quá, hắn không cần chiêu mộ đảo dân. Có hợp thành khuôn ở, hắn có thể hợp thành ra thật nhiều động vật để duy trì phù đảo vận hành. Động vật so với người trung thành nhiều, vĩnh viễn không cần lo lắng tao ngộ phản bội. Nửa năm gần đây, ta ở chỗ này đầu nhập vào một tỷ tài chính, cuối cùng cũng đánh hạ một điểm cơ sở. Trên đảo đại hình hung thú đã thanh lý hết, chỉ còn chán ghét địa hành trùng, làm sao cũng giết không xong. Nhan Thanh Xu nói thở dài một hơi. Hắn hiện tại nằm ở gia tộc thời kỳ khảo sát, không thể mượn dùng nhiều lắm gia tộc tài nguyên, gặp phải vấn đề chỉ có thể tự giải quyết. Ai có thể nghĩ tới địa hình trùng phiền toái như vậy, tiểu kim khố đều nhanh xài hết, vẫn là lấy chúng nó không có biện pháp. Hiện tại hy vọng của nàng đều ký thác vào Giang Phong trên người. Nếu như hắn cũng không được, cũng chỉ có thể hướng gia tộc nhờ giúp đỡ. Bất quá như vậy nàng ở trong gia tộc đánh giá sẽ giảm bớt. Không phải vạn bất đắc dĩ, nhàng Thanh Xu sẽ không làm như vậy. Có muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Nhàn Thanh Xu nhìn lấy Giang Phong hỏi. Không cần, ngươi dẫn ta đi nạn sau bệnh nghiêm trọng nhất địa phương nhìn. Giang Phong lắc đầu hắn nhớ sớm một chút giải quyết vấn đề, về sớm một chút. Nhan Thanh Xu tự nhiên cầu còn không được, gọi tới hai đội dông binh, cùng nhau hướng ngoài thôn đi tới. Không bao lâu, đi tới một khối khai khẩn ra ruộng đồng. Kích thước không lớn, nhiều lắm năm sáu chục mẫu. Bất quá bây giờ đã bị hòa hại không còn hình dáng, khắp nơi gồ ghề, một mảnh hỗn độn. Chính là chỗ này. Nhan Thanh Xu chỉ vào đồng ruộng nói rằng. Giang Phong hướng bên kia nhìn một chút, sau đó phân phó chặt theo sau lưng đại hát. Tìm được dưới đất côn trùng, bắt bọn nó toàn bộ tiêu diệt. Đại hát nghe vậy gật đầu, ý bảo chính mình minh bạch. Sau đó đi tới trong ruộng giang, đem hai cây thật dài râu cắm vào bùn đất, tìm tòi tỉ mỉ đứng lên. Nhan Thanh Xu thấy rồi, trong ánh mắt tràn đầy ước ao. Tuy là nàng xuất thân từ đại gia tộc, sở hữu các loại tài nguyên cùng bảo vật, nhưng giống như vậy bạch ngân cấp sủng thú, cũng là mong muốn mà không có thể đụng rất nhanh đại hát liền phát hiện manh mối nó đem đầu vùi vào trong đất đôi càng trên khép mở phá vỡ mặt đất sáu cái chân dài thật nhanh đào móc bùn đất đại hát thân thể so với sắt thép còn cứng rắn hơn gấp trăm lần toàn lực khởi động phía dưới rất nhanh thì moi ra một cái xuống phía dưới địa đạo đại hát thân thể khổng lồ đào ra mà nói đường kính vượt lên trước hai thước đủ để cho hai người đi sống vai Giang Phong đương nhiên sẽ không xuống phía dưới mạo hiểm. Hắn cùng Nhan Thanh Xu lưu trên mặt đất, từ một đội dông binh bảo hộ. Một đội khác dông binh thì tại đội trưởng dưới sự hướng dẫn, đánh bạo hướng dưới đất đi tới. Mười phút sau, các dông binh kéo mấy cái địa hành trùng thi thể đi ra. Khắp khuôn mặt là tháng phục. Giang Phong nhìn một chút những thi thể này. Toàn thân thổ hoàng sắc, dài thô ráp miếng vẫy, nhìn qua có chút giống phóng đại bản dung sau đó đại hắc cũng từ trong địa đạo chui ra, nó ý bảo giang phong, cách đó không xa hẳn còn có địa hành trùng sao huyệt, đi thôi, đem những côn trùng kia đều tìm đi ra. giang phong vỗ vỗ đại hắc đầu bàn giao nói, đại hắc gật đầu, liền mang theo các dòng binh xuất phát. đại hắc thật nghe lời, ngươi làm như thế nào? nữ hài tò mò hỏi, rất đơn giản, bởi vì ta là tuần thú sư a. Giang Phong ăn nói lung tung. Qua, dĩ nhiên là trong truyền thuyết chức nghiệp. Ta nói ngươi làm sao lợi hại như vậy? Nhan Thanh Xu lại tưởng thật, một đôi mắt thủy ung ung nhìn lấy Giang Phong, khắp khuôn mặt là sùng bái. Gặp nàng bộ dáng này, Giang Phong ngược lại không tốt giải thích cái gì. Tuần thú sư liền tuần thú sư A. À. Dù sao cũng hơn nói mình có ngón tay vàng tới theo sách. Trọn một buổi chiều, Đại Hắc mang theo các dòng binh ở phù đảo các nơi bôn ba qua lại. Trước sau moi ra bảy ổ địa hành trùng, cộng lại chừng năm sáu chục điều. Một cái lớn nhất có dài hơn 10 thước, thực lực đạt được thanh đồng. Theo dòng binh đội trưởng nói, phù đảo dưới đất rất lớn một khối khu vực đã bị đào rỗng, thật sự nếu không thanh lý, rất có thể có sụp đổ nguy hiểm. Nhan thanh xu nghe xong, trên trán toát mồ hôi lạnh. Nhìn về phía gian phong ánh mắt càng thêm mấy phần cảm kích còn tốt mời Giang Phong tới trợ giúp, bằng không lại kéo một đoạn thời gian, nói không chừng phù đảo liền muốn phế bỏ. Giang Phong thì tại quan sát các dòng binh mang ra ngoài địa hành trùng trứng trùng. Mỗi cái đều có bóng bàn cao thấp, chỉ có trên trăm cái. Có trứng trùng dường như sắp ấp trứng, thả dưới ánh mặt trời, có thể chứng kiến thân ảnh nho nhỏ ở bên trong nhúc nhích. Giang Phong hài lòng gật đầu, nói với Nhan Thanh Xu. Những thứ này trứng trùng ta muốn nhan thanh su sửng sốt một chút. Bất quá ngẫm lại hắn, tuần thú sư thân phận, cũng liền bình thường trở lại. Lập tức đáp ứng. Lúc này, nhan thanh Xu trên người đột nhiên tản mát ra bạch quan chói mắt. Lập tức bạch quan thu liễm, hóa thành một cái đảo hình ấn ký, không có vào thân thể của cô bé. Một màn này Giang phong rất quen thuộc, chính là trở thành phù đảo chi chủ lúc cảnh tượng. Chúc mừng ngươi, nhan đảo chủ. Giang Phong cười nói vui cảm ơn ngươi, ngươi là ta quý nhân. Có lẽ là thật cao hứng. Nhan Thanh Xu kích động giang hai cánh tay, dùng sức ông giang phong một cái. Sau đó đỏ bừng cả khuôn mặt buông ra, có chút ngượng ngùng. Giang phong âm thầm hưởng thụ. Nhà đầu kia nhìn lấy không thấy được, không nghĩ tới tiền vốn còn rất phong phú. Thật cảm ơn ngươi. Nếu như không phải ngươi hỗ trợ, ta đều không biết lúc nào mới có thể tiêu diệt những con trùng này trở thành chính thức đảo chủ. Nhan Thanh Xu lần nữa nói tạ. Giang Phong khoát tay áo. Không cần khách khí, ta cũng là lấy tiền làm việc. Nhan Thanh Xu nghe xong thần sắc buồn bã, bất quá lập tức lại cao hứng. Mặc kệ thế nào, chúng ta hiện tại coi là bằng hữu đi. Đương nhiên. Giang Phong gật đầu. Hắn không ngại nhiều một cái xinh đẹp lại có tiền bằng hữu. Tiêu diệt tai họa ngầm, nhàn thành su thập phần vui vẻ, phân phó buổi tối xếp đặt yến hội, toàn đảo cùng chúc mừng. Chính cô ta cũng tự mình xuống bếp, Lưu Giang Phong ở trên đảo ăn hết cơm. Thành ý rất đủ, đáng tiếc tại nấu ăn không được. Giang Phong thậm chí hoài nghi nạn ở lấy oán trả ơn. Ăn xong cơm tối, Giang Phong mang theo đại hát cùng một trương trứng trùng ly khai phù đảo. Nhàn thành su nhìn lấy hắn bối ảnh, nhãn thần mê ly, không biết suy nghĩ cái gì. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 18 Giám sát Internet, siêu cấp radar. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Giang Phong đem đại hát cùng trứng trùng đuổi về chính mình phù đảo, sau đó sẽ lần truyền tống về Lam Tinh, đi tới thuê thương khố. Chủ nhân. Lão cổ tiến lên đón. dáng vẻ của hắn hoàn toàn là một cái bình thường trung niên nam tử, chỉ cần không bị tháo thành tám khối, không ai có thể phát hiện hắn nhưng thật ra là cái người mấy. Ngày hôm nay thu đến cái nào hàng hóa? Giang Phong hỏi. Tối hôm qua đặt mua một nhóm camera, máy bay không người cùng radar đã đến. Ngoài ra chính là một ít thường quy tài liệu kiến trúc cùng điện tử nguyên linh kiện chủ chốt. Lão cổ cẩn thận tỉ mỉ trả lời. Giang Phong gật đầu, làm cho lão cổ đóng cửa thương khố đại môn, tự mình tiến tới đến phía sau giá hàng giá hàng bên trên bày đầy các loại loại hình camera, chừng hơn vạn cái. Những thứ này camera sẽ cài đặt phù đảo các nơi, giám thị trên đảo nhất cử nhất động. Giang Phong làm cho lão cổ đem camera dời đến trên mặt đất, phân loại dọn xong. Sau đó mỗi ba cái một tổ, bắt đầu hợp thành. Trải qua hai đợt hợp thành, một vạn cái camera biến thành hơn một ngàn cái. Số lượng tuy là giảm bớt, khoa học kỹ thuật hàm lượng lại tăng mạnh camera thay đổi chỉ có to bằng mũi kim, mắt thường hầu như không cách nào phân biệt, cài đặt sau đó rất khó phát hiện. Giang Phong hài lòng gật đầu, làm cho lão cổ đem camera thu vào một cái bình nhỏ bên trong. Sau đó, Giang Phong lại đem mua sắm tới máy bay không người cùng radar phân biệt tiến hành rồi hợp thành. Máy bay không người giống như camera, chủ yếu dùng để giám sát, cần nhất là tính bí mật. Hợp thành sau đó mỗi một cái chỉ có phổ thông mũi cao thấp, vẻ ngoài cũng cùng mũi rất giống nhau. Hơn nữa phi hành lặng yên không một tiếng động, không chú ý rất khó phát hiện. Cuối cùng là radar. Giang phong tốn sắp xỉ một ngàn vạn, mới, chỉ có, mua được chín cái quân dụng radar. Hợp thành sau đó biến thành một cái siêu cấp radar. Các phương diện tính năng đạt tới lam tinh khoa học kỹ thuật đỉnh phong, có thể mang toàn bộ tinh cầu bao trùm ở giám sát phạm vi bên trong. Bất quá, phù đảo hoàn cảnh cùng Lam Tinh rất là bất đồng. Chỗ đó nổi lơ lửng linh khí mây mù, quấy rầy tính rất mạnh, phổ thông radar rất khó phát huy tác dụng. Cái này radar vận đến trên đảo sau đó, còn cần đi qua tiểu hy cải tạo mới có thể sử dụng bình thường. Mấy thứ này cộng lại tốn hơn 10 triệu, Giang Phong đối với sau cùng hiệu quả vẫn là rất mong đợi. Hắn nhìn một chút điện thoại di động, đã hơn 9 giờ đêm. Lớp G rút bên trong thập phần náo nhiệt một cái nam sinh nói mình ngày hôm nay lại đi một lần phù đảo, hái rồi không ít trái cây rừng, còn phát bức ảnh làm cho mọi người xem. Lập tức đưa tới mọi người tán thán, làm cho hắn lòng hư vinh chiếm được rất lớn thỏa mãn. Cũng muốn người nhắc tới Trương Nguyên. Cái này giàu ba đời tốn mấy chục triệu, mời lính đánh thuê hỗ trợ thanh lý phù đảo. Kết quả không phải rất thuận lợi, chết rồi mười mấy người, hung thú vẫn là không có dọn dẹp sạch sẽ. Có người nhất thời miệng hải, có chút nhìn có chút hả hê. Trương Nguyên Tiểu Đệ lập tức nhảy ra trách cứ, nói hắn bệnh đau mắt, đố kỵ thiên chi kiêu tử. Thiên chi kiêu tử. Liền cái này. Ta cho ngươi xem một chút cái gì mới, chỉ có, gọi thiên chi kiêu tử. Ba, ném ra tới một tấm hình ảnh. Chính là Giang Phong cùng hắn sủng thú đại hắc. Ngày hôm nay tấm hình này rất hỏa, đã truyền khắp bạn của Vân Châu quay vòng. Trương Nguyên Tiểu Đệ trầm mặt mấy giây phía sau mới, chỉ có, biệt xuất tới một câu. Âm ý bất quá liền phóng đại chiêu, ngươi không nói võ đức. Phốc. Xem náo nhiệt gian phong kém chút không có phun ra ngoài. Hắn lắc đầu, cất điện thoại di động. Phân phó lão cổ đem đồ vật trang xa, sau đó cùng đi đến thông thiên tháp. Tháo xuống hàng hóa phía sau, lão cổ lái xe ly khai, Giang Phong thì mang theo đồ đạc quay trở về phù đảo. Chủ nhân, hoan nghênh về nhà nên tiếp hắn là tiểu hy tiểu điềm tảng, cái này có thể sánh bằng lão cổ giọng nam trầm êm tai nhiều buổi chiều có chuyện gì hay không giang phong đem đồ vật giao cho tiểu hy sau đó hỏi không có đâu toàn bộ bình thường tiểu hy đáp trả bắt đầu đem mang về đồ đạt kiểm kê nhập kho chứng kiến camera cùng radar nhất thời tước dược thật tốt quá ta hiện muộn liền đem radar cải tạo một cái sẽ đem camera cài đặt tốt cái này dạng giám sát võng là có thể sơ bộ tạo dựng lên. Giao cho ngươi. Bận việc một ngày, ta muốn sớm nghỉ ngơi một chút. Giang Phong ngáp nói rằng. Dâu Tây bên kia có đại hát mang theo các tiểu đệ trông coi, có ở trên trời đại hoa qua lại dò xét, những chuyện khác thì từ tiểu hy xử lý. Ngược lại là Giang Phong người đảo chủ này thanh nhàn nhất, có thể yên tâm nghỉ ngơi. Rửa mặt một phen, Giang Phong trở lại phòng ngủ trước tu luyện ba lần thiên tinh đoán thần pháp cảm giác tinh thần lực tăng cường một ít lúc này mới hài lòng ngủ giang phong nghỉ ngơi trong phòng kho tiểu hy lại hết sức bận rộn nàng trước tiên đem một trăm cái máy bay không người lần nữa cải trang sử dụng mình có thể hoàn mỹ thao túng sau đó đem hơn một ngàn cái to bằng mũi kim camera cũng làm điều chỉnh cảnh mang tới chỗ nào đâu tiểu hy tự mình lẩm bẩm mở ra phù đảo ba chiều bản đồ tính toán một phen, rất nhanh đã chọn giám sát địa điểm cùng góc độ. Sau đó, nàng điều khiển mũi kích cỡ tương đương máy bay không người bay ra khố phòng, bắt đầu ở phù đảo các nơi cài đặt camera. Hoặc là trong kẻ đá, hoặc là cạnh cây phía dưới, hoặc là đỉnh núi đoan. Ước chừng tốn hơn một giờ, mới đem sở hữu camera cài đặt đến thích hợp vị trí. Bắt đầu khởi động. Theo một tiếng mệnh lệnh, sở hữu camera đồng thời bắt đầu công tác hơn ngàn đạo ánh mắt lẫn nhau đang vào hình thành một tấm nghiêm mật lưới lớn bao trùm từ không trung đến mặt đất mỗi một cái góc máy thu hình tính năng phi thường tốt cho dù ở đêm khuya tối thui cũng có thể đem hình ảnh hoàng mỹ quay chụp xuống tới truyền tống đến trong phòng theo dõi tiểu hy nhìn trước mắt rậm rạp chằng chịt màn hình mỗi một cái màn hình chính là một cái thị giác quan sát khoảnh khắc nàng vẫn là có chút không hài lòng nếu như đem máy thu hình số lượng tăng thêm đến 746 bốn cái, như vậy liền hoàn mỹ. Đáng tiếc chủ nhân quá nghèo, chỉ có thể trước đem liền. Thiết trí tốt camera. Tiểu Hy chọn lựa ra một đống điện tử nguyên món, bắt đầu cải tạo radar. Giang phong hợp thành cái này siêu cấp radar, tính năng hết sức ưu tú, bất quá cũng không thích hợp phù đảo hoàn cảnh. Nơi đây không chỗ nào không có mặt linh khí mây mù sẽ làm quấy nhiễu sóng điện từ, sử dụng radar không cách nào dò xét xa xa mục tiêu tiểu hy đối với phù đảo thế giới hiểu rõ cũng không nhiều dù sao siêu phàm lực lượng cùng khoa học lý luận cơ hồ là con đường song song không có quá nhiều đồng thời xuất hiện nàng chỉ có thể tận lực sưu tập tư liệu vận dụng chính mình cường đại giải toán năng lực tiến hành thôi diễn còn như hiệu quả như thế nào tiểu hy cũng không có lượng quá lớn cầm đảo mắt một đêm trôi qua ra đa cải tạo công tác không phải rất thuận lợi. Tiểu Hy thử một ngàn loại bất đồng kỹ thuật, cũng chỉ có thể đem ra đa hữu hiệu phạm vi dò xét mở rộng đến bán kính 50 km, lại xa liền không linh. Số liệu quá thiếu thốn, nhất định phải sưu tập nhiều tin tức hơn mới có thể làm tiến một bước cải tạo. Tiểu Hy ngừng công việc trên tay, bắt đầu đi trù phòng vì Giang Phong chuẩn bị bữa sáng. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 19 Ổ Kiến Nội Bộ phát hiện quạng sắt. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Ăn xong điểm tâm, Giang Phong theo Tiểu Hy đi tới giam khống thất. Chứng kiến rậm rạp chằng chịt màn hình, nhất thời cảm giác hoa cả mắt. Hơn một ngàn cái thị giác, mỗi cái cảnh vật bên trong đều mỗi người không giống nhau, cũng chỉ có Tiểu Khê như vậy trí tuệ nhân tạo mới có thể thấy qua tới. Ta muốn thấy xem dâu tây tình huống. Giang Phong tiếp nhận Tiểu Hy đưa tới trà xanh, phân phó nói. Được rồi. Tiểu Hy lập tức điều tra dưới gốc trái một cái hình ảnh, chính là dâu tây. Camera cài đặt ở cách đó không xa trên một cây đại thụ thì giác không phải rất đủ, chỉ có thể nhìn được dâu tây một bộ phận. Cả đêm đi qua, dâu tây hạt giống còn không có nảy mầm, trong đồng ruộng chỉ có màu nâu đen bùn đất. Giang Phong đưa tay gật một cái màn hình, phóng đại hình ảnh. Lập tức chứng kiến có một ít phổ thông con kiến ở trong đồng ruộng bò tới bò lui, tìm kiếm thức ăn ngẫu nhiên tìm được thảo tử, hoặc là côn trùng ấu trùng, liền dùng tới ngạc kẹp chặt, bàn hồi huyệt động. Những thứ này con kiến là đại hát bọn họ từ phương Bắc trong rừng rậm tìm đến, chuyên môn phụ trách chiếu cố kiến hậu. Không biết kiến hậu nhóm thế nào, có hay không bắt đầu đẻ trứng. Giang phong thoáng cái hứng thú. Hình ảnh theo dõi phách không đến ổ kiến bên trong tình huống, bất quá cũng có biện pháp. Hắn làm cho tiểu hy điều khiển một trận máy bay không người, theo kiến thợ, bay vào một cái ổ kiến. Trên phù đảo con kiến hình thể rất lớn, huyệt động thông đạo chừng người trưởng thành phần eo phẩm chất, đầy đủ làm cho máy bay không người bình thường phi hành. Giang Phong đệ một lần tiến nhập ổ kiến, cảm giác có chút mới mẻ. Con kiến sao huyệt chia làm chủ ổ cùng phó ổ, ở giữa có rộng rãi kiến đường tương liên. Kiến hậu ở chủ ổ, nội bộ chuyển mảnh nhỏ hình dáng, phân bố rất nhiều không cách, giống như từng cái bất quy tắc gian phòng nhỏ. Phía sau lớn nhất một cái phòng chính là kiến hậu trụ sở, nó đã sinh hạ không ít trứng kiến. Giang phong đếm, có chừng 150 miếng tả hữu. Vừa mới qua đi một buổi chiều thêm một buổi tối, liền sinh hạ nhiều như vậy trứng, cả ngày để trứng số lượng phỏng chừng có thể đạt được 200 miếng ở trên. Mười con kiến hậu, mỗi ngày đẻ trứng 2.000 miếng, ấp trứng phía sau 2-3 ngày là có thể lớn lên. Giang phong hết sức hài lòng. Mỗi ngày tăng thêm 2,000 con con kiến, nhìn như không nhiều lắm, nhưng cái này nhưng đều là hát thiết cấp con kiến Chỉ dùng 27 chỉ là có thể hợp thành một chỉ đồng giáp quân kiến 729 chỉ là có thể hợp thành một chỉ ngân giáp chiến kiến Tương đương với nói, những thứ này ổ kiến trung, mỗi ngày sẽ sinh ra 2-3 cái bạch ngân cấp cường giả Nếu để cho còn lại đảo chủ đã biết, tuyệt đối sẽ đố kỵ đến nổi điên Giang Phong lộ ra vẻ tươi cười, chỉ cần cho hắn thật nhiều thời gian, nhất định có thể bồi dưỡng được một chi tung hoành vô địch đại quân. Ngẫm lại đến lúc đó những người khác chấn động, tình cảnh kia khẳng định phi thường thú vị. Chủ nhân, ngươi cười thật tốt, tà ác a. À? Tiểu Hiên ngoẹo đầu, nhìn lấy Giang Phong nhổ nước bọt, vậy làm sao có thể gọi tà ác? Rõ ràng là Vương Giả Phong Phạm. Giang Phong vỗ nàng một cái, sau đó đến giữa bên kia bắt đầu kiểm tra radar. Cái này radar tối đa chỉ có thể quan trắc 50 km. Giang Phong hỏi. Đúng vậy, chủ nhân, đều do Tiểu Hy vô dụng. Tiểu Hy ủy khuất ba ba nói rằng. Làm sao biết chứ? Tiểu Hy lợi hại nhất. Giang Phong vội vã thoải mái. Không biết có phải hay không là cùng đại hoa ngay người lâu, hắn cảm giác Tiểu Hy cũng mau biến thành hí tinh. Hi hi cũng biết chủ nhân sẽ không trách trách người ta. Bất quá, Tiểu Hy nhất định sẽ cố gắng. Giang Phong liếc một cái, chăm chú nhìn lấy màn ảnh ra đa. Ở giữa nhất là của hắn phù đảo, Chu Vi lại là mênh mông vân hải, theo gió hướng không ngừng thay đổi hình dạng. Trên dưới trái phải đều nhìn không thấy còn lại phù đảo cái bóng. Giang Phong cũng không có thất vọng. Phù đảo thế giới vô biên vô hạn, sinh hoạt ức vạn tộc quần. Không chỉ có làm tin người, còn có thú nhân, tinh linh, long tộc, ác ma chờ, các loại, chủng tộc khác. Một ngày gặp được, thường thường biết lẫn nhau công sát, cướp đoạt tài nguyên. Giang Phong mặc dù không sợ, thế nhưng ít một chút phiền phức cũng là tốt. Chủ nhân, mau nhìn nơi đây, ta dường như phát hiện thứ tốt. Tiểu Hy bỗng nhiên chỉ vào một cái điểm đen nhỏ kêu lên. Đó là cái gì? Giang Phong hỏi. Tiểu Hy cấp tốc phóng đại hình ảnh chỉ thấy cả tòa phù đảo hiện đầy tất cả lớn nhỏ quan điểm, đại biểu cho bất đồng hàm nghĩa. Tiểu Hy chỉ chỉ phù đảo Nam Bộ, mặt đất phía dưới có một đại đoàn hát sắc bóng ma. Đây là một tòa tiểu hình quảng sắc. Quảng sắc. Giang Phong nhất thời mở to hai mắt nhìn. Đây chính là cái không hơn không kém tin tức tốt. Sắc thép đối với phù đảo kiến thiết quá trọng yếu, từng cái phương diện đều không thể rời bỏ. Nhưng là từ Lam Tinh vận chuyển sắc thép, truyền tống phí rất đắt không nói toàn bộ quá trình lại rất phiền phức đây cũng là chế ước phù đảo phát triển một đại nhân tố nếu như trên phù đảo có một tòa quặng sắt có thể chính mình sinh sản sắc thép vậy quá dễ dàng hắn không có hướng tiểu hy xác nhận tin tức thật giả nếu nàng nói đó là quặng sắt thì nhất định là quặng sắt không có sai mỏ sắc số lượng dự trữ có bao nhiêu toàn bộ khai thác ra lời nói đại khái có thể luyện ra một vạn tấn sắt thép. Tiểu Hy không chút nghĩ ngợi trả lời. Một vạn tấn? Vậy cũng không ít. Giang Phong nghe xong, hài lòng gật đầu. Như loại này quy mô tiểu thiết mỏ, ở Lam Tinh tuyệt không thu hút, thậm chí ngay cả lấy quặng chứng đều làm không được. Nhưng ở phù đảo thế giới cũng là làm người ta đỏ con mắt tài nguyên. Hơn nữa, so sánh với còn lại đảo chủ, Giang Phong lấy quặng hết sức dễ dàng không cần đào quán giếng, không cần mua cơ giới, thậm chí ngay cả công nhân cũng không cần mời. Chỉ cần hợp thành một ít con kiến là đủ rồi. Thoải mái hơn chính là Trên đảo của hắn có dùng không hết điện lực, hoàn toàn có thể thành lập tinh luyện kim loại nhà máy, ngay tại chỗ luyện chế sắt thép. Quả thực quá hoàn mỹ. Giang Phong càng nghĩ càng hưng phấn. Đột nhiên hỏi Đúng rồi, ngày hôm qua ta mang về trứng trùng còn tốt đó chứ. Hắn đem địa hành trùng trứng trùng mang về phụ đảo, là coi trọng năng lực của bọn nó. Loại này thổ hệ hung thú, tuy là lực công kích không mạnh, khai sơn đào lỗ cũng là một tay hảo thủ. Vốn là nghĩ coi chúng là công binh dùng, cải tạo một cái phụ đảo địa hình. Hiện tại xem ra, đào quán dường như càng thích hợp nó nhóm. Tiểu Hiên nghe xong, điều tra một cái mới hình ảnh theo dõi. Ta xây dựng một cái ấp trứng thất, những thứ kia trứng trùng đều bỏ vào tối đa một hai ngày là có thể ấp trứng đi ra. Giang Phong nhìn một chút giám sát, hơn 100 miếng trứng trùng đều đặt ở ấp trứng thiết bị bên trong. Có chút trứng trùng vẫn còn ở không ngừng nhúc nhích, hiển nhiên sắp ấp trứng. Người chú ý quan sát, ấp trứng sau đó lập tức cho ta biết. Giang Phong bàn giao nói. Được rồi, chủ nhân, ta sẽ lưu ý. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 20 dâu tây nảy mầm, trùng triều đột kích nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Dựa theo suy tính, xế chiều hôm nay dâu tay hạt giống liền muốn nảy mầm. Đến lúc đó có thể sẽ hấp dẫn tới không ít côn trùng có hại, nhất định phải sớm làm phòng bị. Giang Phong không có tiếp tục ngay người trong phòng theo dõi. Cửi tiểu hy đã biến cải tiểu điện lừa, hướng dâu tây phương hướng chạy tới. Ngày hôm nay khí trời rất tốt, ánh mặt trời sáng rỡ chiếu lên trên người ấm áp. Trên phù đảo thời kỳ rõ ràng, nhưng ăn mặc theo mùa thời gian cũng không nhất định. Rất có thể cái này 4 tháng là mùa xuân, thảo trường oanh phi, dưới 1 tháng 9 là mùa đông, đại tuyết niêm phong cửa. Biến ảo vô thường khí hậu, thường cho đảo chủ nhóm mang đến tổn thất trọng đại. Bất quá trong khoảng thời gian này cũng không tệ lắm. Khí trời tốt hẳn là còn có thể duy trì liên tục một đoạn thời gian, đầy đủ hoa màu sinh trưởng. Dọc theo mới mở đường nhỏ đi tới dâu tây, chỉ thấy đại hắc lười biến quỳ rạp trên mặt đất, ngẫu nhiên há mồm ra, ăn tươi kiến thợ nhóm đưa tới thức ăn. bộ kia thích ý dáng vẻ, làm cho giang phong đều có điểm hâm mộ. chứng kiến giang phong qua đây, đại hắc mã bên trên bò dậy, hào hứng tiến đến bên cạnh hắn, vương đầu lớn cầu vuốt. người cái tên này thực sự là hư hỏng. ăn cơm đều muốn nhân gia uy, người cho là mình là hoàng đế à? giang phong tức giận vỗ vỗ đại hắc đầu. Bất quá lập tức nhớ tới, Đại Hắc có thể không phải chính là con kiến bên trong vương giả sao? Phổ thông con kiến đối mặt Đại Hắc, thực sự giống như gặp mặt quân vương một dạng thành kính cùng kính nể. Giang Phong thấy buồn cười, đi vào dâu tây trong đất nhìn một chút, cùng đại hoa lên tiếng chào, nuôi dưỡng một chút tình cảm. Sau đó Giang Phong trở lại Đại Hắc bên người, leo đến trên lưng nó, một bên phơi nắng thái dương vừa tu luyện loại tinh thần lực này mảy may không ngừng tăng trưởng cảm giác, thực sự khiến người ta say mê. Ở giữa, nhàn thành su phát tới tin tức. Ước Giang Phong ngày mai hồi lam tin cùng nhau ăn cơm. Giang Phong suy nghĩ một chút, ngày mai dường như có rất nhiều chuyện, vì vậy liền cự tuyệt. Qua vài chục phút, nhàn thành su lần nữa phát tới tin tức. Nói nàng đổi lấy Giang Phong mong muốn phong hệ pháp thuật bí tịch, không biết nên làm sao giao cho hắn. Giang Phong thấy rồi, nhãn tình sáng lên trưa mai cùng nhau ăn cơm a à, ta mời khách đối diện nhang thanh xu chứng kiến hồi phục trong lòng một trận khí khổ có phải là không có bản này sách quỷ quái ngươi ngay cả cùng nhau ăn cơm với ta cũng không muốn thật là một hỗn đản trong lúc nhất thời đại tiểu thư tính khí phát tác rất muốn cự tuyệt người đàn ông này làm cho hắn khó chịu một cái bất quá do dự mãi trở về tin tức lại trở thành ta sẽ đúng giờ đi qua. Nhan Thanh Xu dùng chăn che lại đầu, một cái người ở giường. Bên trên lăn qua lăn lại, cảm giác mình quá không có tiền đồ. Mới vừa hành vi, quả thực cùng liếm cẩu không sai biệt lắm. Quá mất mặt. Bất quá ngẫm lại, trưa mai là có thể cùng Giang Phong cùng nhau ăn cơm, lại không khỏi ha hả cười ngây ngô đứng lên. Trên phù đảo Giang Phong đương nhiên không biết nữ hài tử biết có nhiều như vậy nội tâm đùa giỡn hắn chỉ nghĩ nhanh chóng học được pháp thuật, thể nghiệm một cái chân chính siêu phàm lực lượng. Tuy là hắn khắp mọi mặt tố chất đều đạt tới hắc thiết cấp bậc, thế nhưng không có thủ đoạn công kích, luôn cảm thấy thiếu chút gì. Nếu như có thể học được pháp thuật, vậy là chân chính pháp sư. Ngẫm lại cũng làm người ta hưng phấn. Buổi trưa, Tiểu Hy qua đây cho Giang Phong đưa cơm. Ba món ăn một món canh, rau trộn thịt, phong phú lại không hiện xa xỉ tiểu hy tài nấu ăn, là hấp thu lam tinh mấy nghìn năm nấu nướng tri thức phía sau đề luyện ra, so với đỉnh cấp đại trù không kém chút nào. Giang Phong ăn khen không dứt miệng. Chỉ tiết trên đảo thức ăn không phải rất phong phú, ngoại trừ hung thú thịt, chính là một ít trái cây rừng cùng rau dại. Gạo khoai tây gì gì đó đều là từ lam tinh mua được. Giang Phong nghĩ lấy, muốn không để lão cổ mua một ít gà việt ngỗng các loại da cầm, phóng tới trên đảo thả rông ngược lại địa phương lớn như vậy, không cũng là lãng phí. Còn có heo dê bò các loại súc sinh cũng có thể nuôi một ít. Đặc biệt là ngưu, Giang Phong đối với loại động vật này rất có hảo cảm, chuẩn bị rút không hợp thành một nhóm. Nếu quả thật có thể hợp thành ra một đầu ngưu ma vương như vậy thần ngưu, vậy coi như kiếm bộn rồi. Chủ nhân mau nhìn, dâu tay nảy mầm. Tiểu Hy bỗng nhiên chỉ vào cách đó không xa ruộng đồng kêu lên. Giang Phong vội vã nhìn sang. Quả nhiên thấy màu nâu đen trong đất, có màu vàng trồi ra bên ngoài thăm dò. Ở gấp 10 lần sinh trưởng gia tốc thể dưới ảnh hưởng, trồi tăng 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 đi lên trưởng. Chỉ chốc lát biến thành từng bụi dâu tây mầm non. Chứng kiến đầy đất lục sắc, Giang Phong vui sướng hơn, thần sắc cũng bắt đầu biến đến ngưng trọng. Bởi vì hắn bén nhạy nhận thấy được, theo dâu tây mầm non tản ra sinh mệnh năng lượng càng ngày càng nhiều, trên phù đảo côn trùng dường như biến đến táo động. Chủ nhân trên cỏ châu chấu đều bay tới. Trên đảo những khu vực khác côn trùng cũng ở hướng bên này tụ tập. Tiểu Hy đi qua giám sát đã nhận ra dị thường, lập tức hướng Giang Phong hội báo. Ta biết rồi. Thông báo đại hoa bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Giang Phong phân phó nói. Tuy là những côn trùng này khí thế hung hung, dường như đơn giản là có thể hủy diệt dâu Tây, bất quá Giang Phong không có lo lắng quá mức. Có đại hắc cùng đại tốn ở, bọn họ trên người tán phát ra bạch ngân cấp hung thú khí tức, đã đủ chấn nhiếp đại bộ phận động vật. Cho dù là trí tuệ thấp kém côn trùng, cũng sẽ nhận ảnh hưởng, hành động biến đến chậm chạp. Có đoạn này giảm sóc thời gian, còn lại hắc thiết cấp con kiến cùng mũi, là có thể giải quyết hết vọt vào dâu tay côn trùng. Hơn nữa, 10 cái ổ kiến trung đã có bộ phận con kiến ấp trứng đi ra, cộng lại chừng hơn 1,000 con. Những thứ này mới ấp trứng ấu kiến thực lực chỉ có phổ thông nhưng là so với châu chấu chờ các loại côn trùng cường đại bọn họ đang nằm ở cấp tốc phát dục giai đoạn cần bổ sung đại lượng dinh dưỡng những côn trùng này tới rất đúng lúc tin tưởng ấu kiến nhóm nhất định sẽ ăn rất vui vẻ sự thực cũng là như vậy đại hoa vòng quanh dâu tây bay một vòng côn trùng nhóm tốc độ quả nhiên biến đến chậm chạp đứng lên có chút trực tiếp sợ đến lui lại thậm chí có bị dọa chết tươi Bạch Ngân cấp hung thú lực chấn nhiếp chính là mạnh mẽ như vậy. Lúc này ấu kiến nhóm bắt đầu từ ổ kiến trung bò ra, ngay từ đầu có chút ngây thơ, không biết nên làm cái gì. Bất quá một ngày thưởng thức được châu chấu mỹ vị, lập tức biến đến hưng phấn, vọt vào côn trùng trong đống, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Mạnh liệt trùng triều đối với bọn nó mà nói chính là mỹ vị tuyệt đứng, quả thực không muốn quá thoải mái ở gấp 10 lần trưởng thành da tóc thể dưới ảnh hưởng, ấu kiến nhóm sinh lớn lên rất nhanh. Mới ăn đi thức ăn, lập tức có thể tiêu hóa, biến thành thân thể một bộ phận. Giang Phong nhìn lấy ấu kiến nhóm một chút xíu lớn lên, lực lượng cùng thân thể tố chất đều ở đây không ngừng mạnh mẽ, cảm giác hết sức vui mừng. Một trăm mẫu dâu tây đồng thời nảy mầm đưa tới trùng triều, đối với khác đảo chủ mà nói là tai nạn, nhưng ở Giang Phong trong mắt cũng là không hơn không kém phúc lợi sau hai giờ, đợt thứ nhất trùng triều qua đi. Trên đảo côn trùng cũng đã diệt thất thất bát bát. Bất quá vẫn là có lẽ tảng côn trùng từng đợt sống xuất hiện. Giang Phong cảm giác có chút kỳ quái. Trên đảo không có có nhiều như vậy côn trùng chứ. Tiểu Hi nghe xong, bắt đầu kiểm tra tất cả giám sát cùng radar. Rất nhanh đưa ra kết luận. Phía sau côn trùng, dĩ nhiên là từ đảo bên ngoài trong mây mù bay ra ngoài lại vẫn có thể cái này dạng. Giang Phong lắc đầu, bất quá lại không có vô cùng lo lắng. Theo thời gian đưa đẩy, mới ấp trứng ấu kiến càng ngày càng nhiều, côn trùng chậm chậm bắt đầu không đủ ăn. Hắn thậm chí hy vọng, trùng triều tới mãnh liệt hơn một ít A. À. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả.